đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vun tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Cho cha mẹ con thăm mái tình son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đông vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Cho cha mẹ con thăm mái tình son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình luôn sống theo tình người con lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vun tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thăm mái tình son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai quang là bao chốn xa thấy đông vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Xin cho cha mẹ con thăm mái tình son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình luôn sống theo tình người.
Thành ra con sẽ gọi tên các quý cụ, quý ông bà. Và quý cụ, quý ông bà đứng lên tại chỗ. Sau khi con gọi xong hết một lần thì con mời quý cụ, quý ông bà lên trên cùng ảnh nha. Trước tiên là cụ ông Luca Phạm Văn Thọ, 88 tuổi. Cụ bà Anna Đoàn Thị Mua, 87 tuổi. Cụ ông Phêrô Vũ Văn Vị, 86 tuổi. Cụ bà Anna Đặng Thị Tròn, 83 tuổi. Cụ bà Anna Nguyễn Thị Châu, 87 tuổi. Cụ bà Isabel Võ Thị Nhung, 86 tuổi. Cụ bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Diêu, 85 tuổi. Cụ ông Giuse Đỗ Kỳ Hùng, 83 tuổi. Cụ bà Agnes Nguyễn Văn Hồng, 78 tuổi. Bà Maria Hoàng Thị Nguyệt, 82 tuổi. Ông Nicolas Nguyễn Ngọc Quang, 83 tuổi. Ông Geronimo Nguyễn Văn Giáp, 81 tuổi. Bà Maria Trần Thị Nga, 81 tuổi. Bà Anne Nguyễn Thị Linh, 80 tuổi. Bà Teresa Nguyễn Kim Hải, 80 tuổi. Bà Maria Nguyễn Thị Lúa, 80 tuổi. Bà Maria Trần Thị Che, 78 tuổi. Bà Maria Trần Thị Lan, 78 tuổi. Và sau đây con xin mời tất cả quý cụ, quý ông bà tiến lên trước cung thánh để chuẩn bị cho nghi thức chúc hôn. Chúc hôn. Chúc hôn.
đình trong giáo họ của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên nhẫn, biết noi gương Đức Mẹ, giữ thinh lặng, không than phiền kêu trách và không ngã lòng khi gặp phải những đau khổ và thử thách. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin cho các bệnh nhân, cho những người đang sống trong ưu phiền, chán nản hay đang bị bỏ rơi. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để họ vững tin vào Chúa. Và nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban cho họ ơn chữa lành. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc cao niên trong cộng đoàn chúng ta. Nhân ngày chúc thọ đầu năm, xin Chúa ban cho các ngài sức khỏe, niềm vui, cất bớt bệnh tật của tuổi già và ban ơn can đảm để các ngài trung kiên với Chúa đến hết cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những ý chỉ và cho các linh hồn mà người thân xin cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Cách riêng cho linh hồn của quý ân nhân, thân nhân, xin Chúa thương nhậm lời và cho các linh hồn ấy mau về hưởng nhang thánh Chúa trên thiên quốc. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi Chúa giáng sinh làm người, các thiên thần ca tụng vinh quang Chúa trên trời và cầu chúc bình an cho loài người đương thế. Xin Chúa ban cho thế giới trong năm mới này được vui hưởng ơn bình an, tình yêu và sự sống của Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Và nhân buổi đầu năm mới, kính chúc thầy giáo, quý sư
Quý ban ngành đoàn thể, tất cả quý cụ, quý bà, anh chị em trong cộng đoàn hưởng một năm mới tràn đầy niềm vui, sự bình an và nhất là luôn luôn có Thiên Chúa ở cùng để chúng ta cùng tiếp tục chung tay với nhau, chúng ta xây đắp tình yêu thương qua việc thờ phượng kính mến Chúa và xây đắp cộng đoàn của chúng ta mỗi ngày một thăng tiến hơn về đời sống đức tin và cơ sở vật chất. Chúng ta cùng nhau cho một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng nhau. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy cúi đầu lắng nghe ơn lành của Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn ân phúc lành của Ngài và dìu như anh chị em suốt cả năm được hồn an sáng mạnh. Amen. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mến. Amen. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc và thương dần anh chị em đến sự sống muôn đời.